Hãy tin rằng bạn góp đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào. Hãy liên hệ với họ 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông, trường, khóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được gọi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạt vào. Hãy liên hệ với họ 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trường, khóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Đầy đủ hơn và không bị chèn ngược vào. Hãy liên hệ với họ 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trường, khóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được gọi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.